chào đại gia đình Văn Lan, mình là Thanh Thanh, rất vui được đồng hành cùng tất cả các bạn trong bản tin tuần Văn Lan News, bản tin cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên và những sự kiện nổi bật của Văn Lan trong suốt một tuần vừa qua. Và các bạn thân mến, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, thì trường Đại học Văn Lan đã chính thức chào đón các úc cân khóa K28 đến hoàn thành thủ tục nhập học tại 3 cơ sở. Và để mở đầu cho bản tin tuần này, thì xin mời các bạn hãy theo chân các úc cân nhà mình để hoàn thành thủ tục nhập học tại Văn Lan nha! Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, trường Đại học Văn Lan vui mừng đón chào khóa 28 đến trường làm thủ tục nhập học, khởi đầu thời sinh viên mới mẻ. Năm nay, trường tổ chức làm thủ tục nhập học cho sinh viên khóa 28 tại cơ sở 9, cơ sở 1 và cơ sở 2 của trường. Cơ sở 1 dành cho các ngành kiến trúc, luật, luật kinh tế, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc. Cơ sở 2 dành cho các ngành dược học, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học. Các ngành còn lại nhập học tại cơ sở 9. Khi đến làm thủ tục nhập học, các úc cưng khóa 28 được các thầy cô, các bạn tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ các bước kiểm tra hồ sơ, đóng học phí, chụp ảnh thẻ, tư vấn nhà trọ. Nhiều bạn bày tỏ sự thích thú khi cùng ba mẹ, bạn bè đến làm thủ tục nhập học tại trường. Lý do là em cảm thấy cơ sở vật chất của trường rất là tốt. Thêm cái nữa là cái nhóm ngành lựa chọn phù hợp. Dạ, môi trường cũng thân thiện. Năm trung học phổ thông thì em không có học chung, nên là lên bây giờ chắc là hơi bỡ ngỡ. Nên là em cũng tập làm quen lại với cái cách mà thân thiết giống vậy á. Thật ra thực sự thì cô cũng đã làm ngành y tế 30 mấy năm rồi. Cô về hưu năm 2018, tức là về hưu cũng được 4 năm rồi. Mà ở nhà thì cũng làm việc nhà thôi, nhưng mà cô thấy là mình cũng còn sức khỏe, cũng còn có thể tham gia cái gì đó cho xã hội. Thành thử cô mới quyết định là cô đi học cùng với thằng con trai của cô. Tại vì con trai cô nó thích học thiết kế đồ họa của trường Đại học Văn Lan. Thì sẵn vậy thì cô đăng ký học luôn chung với nó để hai mẹ con đi học chung cho nó vui. Lý do mà em lựa chọn chương trình đào tạo đặc biệt đó chính là sau khi học xong thì em sẽ được vững cái nền tiếng Anh hơn và em sẽ trở thành một công dân toàn cầu. Em lựa chọn ngôn ngữ dược học trường Đại học Văn Lan bởi vì cơ sở ở đây hiện đại và đẹp, hoạt động sinh viên sôi nổi. Em muốn trong tương lai khi sẽ có bằng dược học ra trường, có công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền. Dạ, tụi em học chung với nhau cũng là vì tụi em chơi chung với nhau từ nhỏ. Tụi em ở chung với nhau từ năm lớp 1 tới giờ nên là tụi em đi đâu tụi em cũng có nhau hết. Cảm thấy là rất là vui, rất là phấn khởi. Nhìn mấy em trẻ đi vô đăng ký lại nhớ lại cái thời mấy chục năm về trước của mình, thấy nó rất là phấn chấn tinh thần. Nghĩ là chắc là mình cũng sẽ theo, ráng theo kịp các em, các cháu ở trường để mà cùng tốt nghiệp cùng với các em. Chúc mừng các úc cưng đã chính thức trở thành thành viên của đại gia đình Văn Lan. Các thầy cô, anh chị sinh viên Văn Lan sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các bạn tân sinh viên khóa 28 trong những ngày nhập học sắp tới và cả hành trình đại học ý nghĩa phía trước nha. Song song với hoạt động chào đón các bạn sinh viên khóa K28, thì trường cũng đã tổ chức những chương trình, hội thảo chuyên đề dành cho cán bộ, nhân viên, giảng viên cũng như là sinh viên của nhà trường. Và ngay bây giờ thì mình cùng điểm lại những tin tức này nha. Ngày 22 tháng 9 năm 2022, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế Đại học Công nghệ Sydney đã có buổi tọa đàm chia sẻ với ban lãnh đạo cùng các trưởng khoa trường Đại học Văn Lan về chủ đề vai trò văn hóa của đại học trong thời đại mới. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn thuộc top 1% các chuyên gia về y học trên thế giới, có hơn 30 năm làm giám đốc lab nghiên cứu về loãng xương và dây chuyền tại Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc. Tại buổi tọa đàm, giáo sư nhấn mạnh vai trò đào tạo con người có nền tảng văn hóa của một trường đại học trong thời đại mới của thế kỷ 21, cũng như tư vấn cho ban lãnh đạo trường Đại học Văn Lan một số giải pháp xây dựng năng lực nghiên cứu, tạo môi trường phát triển nghiên cứu và học thuật. Ngày 19 tháng 9 năm 2022, trường Đại học Văn Lan, trung tâm khu vực về học tập suốt đời CMLCU ký kết MOU cùng công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm công nghệ RIP. Trước đó, tháng 6 năm 2022, Văn Lan đã ký kết với CMLCU hướng tới hợp tác tổ chức giao lưu, trao đổi giảng viên sinh viên và hội thảo quốc tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Trong lần gặp gỡ này, hai đơn vị kết nối với công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm công nghệ RIP để tổ chức các chương trình đào tạo tiếng Anh, triển khai tốt và hiệu quả việc dạy, học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Phòng Quan hệ Đối ngoại phối hợp cùng Viện Công nghệ Châu Á AIT tổ chức buổi workshop chia sẻ và giới thiệu về Unified Program dành cho các sinh viên có mong muốn tìm hiểu về chương trình đào tạo hợp nhất cử nhân thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á Thái Lan. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên đã nhận được nhiều lời khuyên bổ ích từ các thầy cô Văn Lan về cuộc sống học tập và sinh hoạt tại Thái Lan, giúp sinh viên có cái nhìn khách quan hơn trong quá trình du học, đặc biệt là quá trình trau dồi ngoại ngữ để có thể tiếp thu kiến thức một cách tối ưu nhất. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Văn Lan Group phối hợp cùng Viện Di sản tổ chức chương trình Hành trình Di sản Văn Lan dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên mới. Các thầy cô được tìm hiểu về những thành tựu mà Văn Lan đạt được trong chặng đường 27 năm hình thành và phát triển, trải nghiệm thực tế, tham quan các cơ sở của trường theo dòng thời gian từ quá khứ hình thành cho đến các giai đoạn phát triển của Văn Lan. Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học đã tổ chức hội thảo Công bố Quốc tế trong lĩnh vực xã hội và nghệ thuật. Tại buổi hội thảo, ba bài báo cáo được trình bày bởi tiến sĩ Lê Văn Úc, trưởng nhóm nghiên cứu chất lượng thông tin Trường Đại học Tôn Đức Thắng, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Vũ Phi Hồ, phó trưởng khoa ngoại ngữ Trường Đại học Văn Lang và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thời Trung, viện trưởng Viện Khoa học Tính toán Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Những chia sẻ từ các chuyên gia đã giúp bổ trợ thêm các kiến thức chuyên môn nghiên cứu khoa học công bố quốc tế. Ngày 19 tháng 9 năm 2022, ngành thiết kế thời trang tổ chức talk show A30AM chủ đề Dựng mẫu thời trang, khởi đầu hành trình trở thành nhà thiết kế với sự tham gia của nhà dựng mẫu, nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi. Ông là cái tên quen thuộc của kinh đô thời trang Paris khi từng làm việc cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Hermes, Christian Dior, Jean Louis, Chloe. Ông đã giúp các bạn sinh viên phân biệt khái niệm nhà thiết kế, stylist và nhà dựng mẫu modelist, lồng ghép bản sắc dân tộc vào cái thiết kế. Các bạn sinh viên cũng có cơ hội được nhìn ngắm bộ sưu tập kỷ niệm của riêng ông gồm 35 chiếc áo ghi lê cùng 3 chiếc chăn bằng vải lụa được ông sưu tầm và thực hiện trong quá trình làm việc tại Hermes. Ngày 19 tháng 9 năm 2022, đoàn sinh viên trường Institute of Technical Education ITE Singapore đã ghé thăm và tham gia chuỗi hoạt động giao lưu cùng sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt trong khuôn khổ chuyến tham quan học tập, tìm hiểu về cách xây dựng và triển khai dự án xã hội tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Social Project Generator Plus 2022. Các bạn sinh viên ITE đã tham gia các hoạt động như luyện tập kỹ năng giải quyết vấn đề, workshop Social Project Management, tổ chức hoạt động cho các em học sinh tiểu học, hoạt động vẽ tranh tường. Mong rằng các bạn đã có những trải nghiệm đáng nhớ, thu nhận nhiều kiến thức bổ ích nha! Ngày 20 tháng 9 năm 2022, ngành Đông Phương Học, chuyên ngành Hàn Quốc Học tổ chức chương trình giao lưu giữa doanh nghiệp Hàn Quốc cho gần 300 sinh viên. Buổi giao lưu được chia làm hai chuyên đề chính: tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam và hướng dẫn chia sẻ những kinh nghiệm khi đi đánh giá hồ sơ ứng tuyển và những điều cần lưu ý khi đi phỏng vấn xin việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc. Hy vọng các bạn có thêm những thông tin bổ ích giúp các bạn vững vàng bước vào thị trường lao động tương lai nha! Ngày 21 tháng 9 năm 2022, ngành Đông Phương Học tổ chức buổi tham quan học tập tại ngân hàng Woori Bank chi nhánh Phú Mỹ Hưng cho hơn 40 bạn sinh viên năm 2 và năm 3. Các bạn sinh viên được tham quan toàn bộ khu làm việc, tìm hiểu quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc, giao lưu cùng bộ phận nhân sự, tìm hiểu quy trình tuyển dụng, đào tạo và các chế độ chính sách đãi ngộ của ngân hàng Woori Bank. Đây là trải nghiệm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm thực tế, khơi dậy niềm đam mê với ngôn ngữ Hàn cho các bạn sinh viên Văn Lan. Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Hội sinh viên Trường Đại học Văn Lan tổ chức lễ tuyên dương sinh viên năm tốt năm học 2020-2021 nhằm vinh danh các cá nhân, tập thể đã đạt được những thành tích tốt trong học tập và hoạt động cùng phong trào. Buổi lễ tuyên dương những bạn sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện dựa trên 5 tiêu chí: học tập tốt, đạo đức tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt. Văn Lan News xin chúc mừng những nỗ lực và cố gắng của các bạn. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong những năm học tiếp theo nha!
Và những hình ảnh của buổi lễ tuyên dương sinh viên năm tốt năm học 2021-2022 cũng đã khép lại bản tin tuần số 60. Và cảm ơn đại gia đình Văn Lan đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!